Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 5 tháng 12, lễ Thánh Sabbath. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe cuộc đời của Thánh Sabbath, sinh năm 439, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Sabbath, sinh năm 439, ở Cappadocia, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Sabbath là một trong những thượng phụ đáng kính của các đan sĩ Palestine và được coi là một trong các vị sáng lập lối sống ẩn tu của Đông Phương. Sau thời thơ ấu thiếu hạnh phúc mà Ngài thường bị đánh đập và bỏ nhà một vài lần, sau cùng, Sabbath đã đến trú ẩn trong một tu viện. Mặc dù gia đình đã nhiều lần dụ dỗ trở về nhà, người thiếu niên ấy cảm thấy bị thu hút bởi đời sống đan viện, và mặc dù là một đan sĩ trẻ nhất trong cộng đoàn, Ngài trồi vượt về nhân đức. Vào năm 18 tuổi, Ngài đến Jerusalem, tìm hiểu biết thêm về lối sống cô độc. Không bao lâu, Ngài xin được làm đệ tử của một vị ẩn tu nổi tiếng ở địa phương. Dù rằng lúc đầu Ngài được coi là quá trẻ để có thể theo được lối sống khắc khổ. Trong thời gian ở tu viện, vào ban ngày Ngài làm việc quần quật và ban đêm, Ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Vào lúc 30 tuổi, Ngài được phép dành 5 ngày mỗi tuần để sống trong một hang động thật xa vắng, để cầu nguyện và lao động chân tay dưới hình thức đan rổ rá. Sau khi vị linh hướng là Thánh Euthymius từ trần, Sabbath đi sâu vào trong sa mạc hơn nữa, gần Jericho. Ở đây Ngài sống trong một hang động gần con suối Cedron, mà lối ra vào chỉ là sợi dây thừng. Còn thức ăn là rau cỏ dại mọc trên đá sỏi. Thỉnh thoảng có người đem cho Ngài các thực phẩm và đồ gia dụng cần thiết, trong khi Ngài phải tự đi tìm nước uống. Một số người đến với Ngài để xin gia nhập đời sống ẩn dật. Lúc đầu Ngài từ chối, nhưng không lâu sau khi Ngài cho phép, những người theo Ngài lên đến 150 người. Tất cả đều sống trong các túp lều tranh riêng rẽ, quây quần thành một cộng đoàn gọi là Laura. Trong thời gian Ngài khoảng 50 tuổi, Đức Giám mục thuyết phục Sabbath chuẩn bị chịu chức linh mục để Ngài có thể phục vụ cộng đoàn đan viện của Ngài tốt đẹp hơn trong vai trò lãnh đạo. Mặc dù điều khiển một cộng đoàn đan sĩ với tư cách tu viện trưởng, Ngài vẫn cảm thấy ơn gọi sống đời ẩn dật. Hàng năm, thường vào mùa chay, Ngài bỏ cộng đoàn trong một thời gian khá lâu, khiến các đan sĩ thật lo lắng. Một nhóm khoảng 60 người rời bỏ tu viện, thành lập một cộng đoàn ở gần đó mà không có phương tiện cần thiết. Khi Sabbath nghe biết về các khó khăn họ phải gánh chịu, Ngài đã rộng lượng cấp dưỡng cho họ và giúp đỡ xây dựng cộng đoàn. Trong nhiều năm trời, Sabbath đi khắp Palestine, rao giảng đức tin chân chính và đem được nhiều người về với giáo hội. Vào lúc 91 tuổi, theo lời thỉnh cầu của Đức Thượng Phụ Jerusalem, Sabbath thực hiện cuộc hành trình đến Constantinople cùng với cuộc nổi loạn của người Samaritan và sự đàn áp đầy võ lực. Ngài cảm thấy đau yếu và sau khi trở về nhà không lâu, Ngài từ trần tại tu viện Marsaba. Ngày nay, tu viện này vẫn còn các đan sĩ của giáo hội chính thống giáo và Thánh Sabbath được coi là một trong những nhân vật sáng giá của đời sống ẩn tu thời tiên khởi. Có một tình yêu là lòng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát cầu tình ca. Chúa thương
đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yêu đôi, Chúa đã thương nhìn đến con răng dịu dẫn đưa trong tình bao mối tình trần gian. Tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thân xa nhường mau bằng chứng cho tình yêu. Đứng thân từ hiền làm ra chùa trần gian. Có một tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát cầu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yêu đôi, Chúa đã thương nhìn răng diều dẫn đưa trong tình yêu thắm nồng. Tình nào yêu con đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất. Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu. Chúa muốn đời con là khung nhang tình yêu. Có một tình yêu là lùng như thế đó, chân bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát cầu tình ca. Đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yêu đôi, Chúa đã thương nhìn đến con răng dịu dẫn đưa trong tình yêu thắm nồng.